Thưa quý vị khán giả, ngay lúc này thì giao thớt chảo bếp của thành phố hôm nay đã sẵn sàng và đầu bếp Lê Vũ cũng đã sẵn sàng để hướng dẫn quý vị món gà áp chảo đường phèn. Xin được chào Lê Vũ. Chào anh Thanh Điền. Xin chào quý vị khán giả của chương trình thành phố hôm nay. Vũ nè, cái món gà áp chảo thì Điền nghe nhiều rồi, nhưng mà gà áp chảo đường phèn thì hình như là lần đầu tiên, và chắc là quý vị khán giả cũng như vậy. Cái món này là nó làm có khó lắm không, và cái món này là do Vũ sáng tạo hay như thế nào? Đây là một cái món ăn nấu nó đơn giản và nó cũng có xuất xứ là của người Hoa. Gà áp chảo đường phèn với lại xì dầu. Đường phèn thì chắc là nó cũng sẽ làm cái món ăn mình nó thanh hơn đúng không? Dạ. Món này mình phải chuẩn bị những nguyên liệu gì hả Vũ? Ở đây thì mình có sử dụng nguyên liệu chính là thịt gà, một ít tỏi, ớt bột, nước tương, đường phèn và một vài rau củ để mình trang trí. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt gà là một loại thịt trắng có chứa nhiều protein, lipid, khoáng canxi, các vitamin như A, B1, B2, C, E. Không chỉ giúp cho cơ thể dễ tiêu hóa mà còn tăng cường trí nhớ cho não bộ. Đường phèn không chỉ được dùng làm gia vị, giúp món ăn thêm ngon mà còn thanh mát, có tác dụng trị các bệnh như ho, hen, viêm họng. Bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ luộc sơ cái phần thịt gà của mình. Hồi nãy vừa mới tính nói là thôi bỏ vô lò vi ba cho nó nhanh, mà phải luộc thành ra mới hết mùi tanh đúng không? Dạ, mình trần qua nước sôi cho nó bớt đi cái mùi hôi của gà. Rồi, ở trong cái phần nước này thì mình cho vô đây vài củ tỏi đập dập. Rồi một ít muối. Rồi sau khi mà mình cho tỏi với muối vô, nước bắt đầu sôi thì mình cho đùi gà vô. Này chỉ là trần qua thôi đúng không? Dạ, mình trần. Có thể mình làm cho thịt gà chín một chút cũng được anh. Tại vì em sợ cái khoảng thời gian mà mình áp chảo á, nó không có đủ để làm cho thịt gà mình chín. Dạ. Thôi tốt nhất là mình làm cho nó chín chín nha đều quý vị. Tại vì khi mà chế biến thịt gà thì sợ nhất là ăn rất là ngon, nhưng mà ăn tới cái phần lõi xương bên trong là thấy vẫn còn máu đỏ, là thấy coi như là cái công sức người đầu bếp biến mất hết đúng không nè? Dạ. Rồi bây giờ trong lúc chờ thịt gà thì mình bắt chảo lên và mình cho vào đây một ít đường phèn. Đường phèn thì mình nên đập nhỏ nhỏ ra như thế này nè, thì nó dễ tan hơn, nó đều nhau hơn. Rồi bây giờ em sẽ vớt cái phần đùi gà của mình ra, mình chần như vậy được rồi nha. Quý vị lưu ý là khi mà mình cho đường phèn vô trong chảo á, thì mình để lửa to, cho chảo nóng và đường tan, và bắt đầu nếu như mà đường của mình nó chuyển sang màu caramel thì mình giảm lửa nhỏ lại. Quan trọng là mình canh cái đường caramel nó lên cái màu đẹp, cái là mình cho gà vô. Dạ, cái màu cánh gián là mình cho gà vô, mình áp chảo. Rồi, quý vị khán giả chúng ta nhớ nhé, đường mà không tan hết cũng không sao, chỉ cần là chuyển sang cái màu đẹp là mình cho gà vô. Dạ. Rồi, cái màu gà rất là đẹp hả? Rồi, đây, bây giờ tiếp theo là mình cho nước tương. Dạ. Rồi, thêm một ít nước. Rồi, và bây giờ mình để cho lửa lớn cho cái phần nước tương của mình nó sôi trở lại. Và ở nhà mình có thể ăn cay á, cho thêm một ít ớt bột vô. Dạ bây giờ dạ. Đây ớt bột. Này, dạ. Đây ớt bột. Ớt bột không? Dạ đúng rồi. Dạ. Đây, bây giờ mình cho một ít ớt bột vô. Phải có ớt bột. Dạ. Rồi, chuẩn bị cái đĩa nhé. Dạ. Bây giờ ta nói thích nhất là vô bếp với đầu bếp Lê Vũ, mấy cái công đoạn mà sắc cà rốt, sắc bắp cải này nè, lặt rau này nè, sai Điền làm mà được rồi. Rồi làm trước làm chi? Cuối cùng Điền bị thất nghiệp. Dạ. Dạ, để vô chính giữa vậy hả? Dạ, mình để vô chính giữa, có một để cho mình có thêm một ít rau xanh. Mình ăn kèm với cái món gà này nó đỡ ngán. Em nghĩ cái dĩa này ba cái là đủ rồi. Bởi vì ta nói cái món ăn gì mà vô tay đầu bếp nó cũng khác hẳn đúng không? Trang trí một chút xíu là nhìn thấy hấp dẫn liền. Bởi vì hồi nãy kêu bỏ ớt bột vô là chính xác đúng không nào? Rất là ngon. Đúng rồi anh. Cái món này lúc nãy á, Điền thấy cái thành phẩm thì Điền nghĩ là chắc là nó cũng giống như gà rô ti, nhưng mà thiệt ra ăn cái vị nó khác. Có thể là do cái cách mình chế biến, cái nêm nếm gia vị á, cái công đoạn, cái thứ tự nó khác với cái món gà rô ti.
Rồi thêm rau, mình cắt rau cải tím nè, mình cắt ra ăn kèm rất là hợp. Món này ăn cơm là số 1 luôn đó. Vậy thì bữa trưa này là thực đơn chúng ta sẽ có món gà áp chảo đường phèn, canh khoai tây, cà rốt nấu với đuôi heo đi. Buổi tối thì cá lưỡi trâu, muối xả, rau sống với lại xoài bằm, canh bầu nấu tôm.